Với gia đình 4 người, chị Trần Nguyễn Khánh Hòa mỗi tháng phải chi trả gần 2 triệu tiền điện. Sau khi ra soát lại các thiết bị điện trong gia đình, chị nhận thấy còn một số thiết bị tiêu hao điện năng lớn. Do đó, chị đã quyết định thay thế các thiết bị này bằng các dòng sản phẩm mới tiết kiệm điện, vừa giảm thiểu lượng điện tiêu thụ, vừa đảm bảo an toàn cho gia đình thì trong nhà hiện tại thì vẫn chưa thay thì được tất cả các dụng cụ điện để phù hợp với gia đình cũng chưa tiết kiệm được tiền để lắm thì bây giờ ví dụ như quạt chẳng hạn thì cũng chưa có chưa tiết kiệm được tiền nhiều nên là vẫn đang tìm hiểu về chủ thể quạt và các dụng cụ khác không chỉ đối với hộ gia đình nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở kinh doanh dịch vụ giặt là như của gia đình ông Trần Văn Dục cũng luôn ở mức cao hàng ngày những chiếc máy giặt công nghiệp với công suất lớn gần như phải hoạt động xuyên suốt nhằm đảm bảo tiến độ cho khách hàng. Do đó mà lượng điện tiêu thụ cũng không hề nhỏ. Nhận thấy những bất cập từ các thiết bị cũ, nhất là tiêu hao quá nhiều điện năng, gia đình ông đã đầu tư mua sắm các loại máy tích hợp tiết kiệm điện. Ban đầu là thiết bị cũ, sau đây hoạt động một tháng thì chất lượng nó không đảm bảo. Sau đó thì gia đình là quyết định là không dùng cái loại thiết bị đó nữa mà chúng tôi phải dùng thiết bị này là thiết bị mới. thì sau khi thay đổi thiết bị và cái kinh doanh này thì như vậy khi tiền điện hàng tháng đó, nó sẽ giảm. Theo ghi nhận trên thị trường, thời gian gần đây lượng người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm điện tăng vọt. cũng vì thế các sản phẩm từ đèn chiếu sáng, ấm siêu tốc, quạt điện cho đến các sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, máy nóng lạnh, máy lọc nước khi ra mắt thị trường đều được kết hợp công nghệ mới hiện đại nhưng giá cả lại không quá tranh lệch nắm bắt thị hiếu tiêu dùng hiện nay của khách hàng ưu tiên sản phẩm tiết kiệm điện lên hàng đầu nên tại một số siêu thị điện máy cũng như các cửa hàng điện tử gần như các sản phẩm tiết kiệm điện đã chiếm sóng gần như thì bây giờ gần như cơ bản là gần như thì một trăm phần là họ sẽ muốn, muốn những cái sản phẩm có công nghệ cao hơn tiết kiệm điện hơn bởi vì cái giá cả so với những cái sản phẩm đó so với những cái sản phẩm cũ thì gần như không thay đổi mấy nó chỉ tranh nhau so với giá thanh cũ thậm chí là chưa đến 10%. phần thì như vậy họ sẽ ưu tiên chọn cái đấy bởi vì cái giá trị sử dụng lâu dài của họ thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều bởi vì là điện thì mỗi tháng theo cái mức tiêu thụ của từng gia đình hộ gia đình nó sẽ tăng theo gần như là theo cái lượng sử dụng và cái giá trị tiêu thụ điện năng từng 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 thời từ điểm thì như vậy mà sản phẩm tiết kiệm điện thì bao giờ cũng sẽ là lợi thế cho khách hàng. Khác. Theo đánh giá, so với các dòng sản phẩm thông thường thì việc sử dụng các thiết bị tích hợp công nghệ tiết kiệm điện có thể giảm từ 20 đến 50%, thậm chí có một số sản phẩm hạn chế tới 80% lượng điện tiêu hao. Vậy nên, không chỉ mua mới, nhiều khách hàng còn chủ động thay thế dần các thiết bị cũ để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của người tiêu dùng các cửa hàng cũng đã chủ động nguồn hàng, cung ứng sản phẩm đa dạng ở nhiều phân khúc, nhất là sản phẩm tích hợp công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm điện. Tròn những cái mặt hàng mà tiết kiệm điện mà dài mát để đáng người tiêu dùng đã bình tròn là bảy lâu nay tôi đã đã kinh nghiệm rồi. Thì bây giờ thì họ gần như là họ thấy thể cả đấy. Tuy nhiên để tránh bị lợi dụng tâm lý quá chuộng sản phẩm tiết kiệm điện mà mua phải các dòng sản phẩm kém chất lượng, người tiêu dùng cũng cần phải nắm vững các thông tin về công suất tiêu thụ lượng điện tiêu hao công nghệ tiết kiệm điện hiện nay nhiều sản phẩm đã công bố thông số về tiết kiệm điện theo quy chuẩn của bộ công thương đó là một cơ sở để khách hàng lựa chọn tuy nhiên bên cạnh đó khách hàng cũng cần tìm đến các địa chỉ mua sắm uy tín tránh đặt mua các sản phẩm tiết kiệm điện khi chưa tìm hiểu kỹ các thông tin về sản phẩm những sản phẩm mà nó là thương hiệu nấu nếm tức là những sản phẩm không có tên tuổi và không có sự kiểm định chất lượng từ các cái tập đoàn lớn các cái công ty lớn và các cái uh, trung tâm đo lường chất lượng kiểm định chất lượng thì đồng nghĩa việc đó là những cái thông tin đó là những thông tin rất là mập mờ và những thông tin rất mập mờ thì đồng nghĩa việc cái đồ an toàn nó sẽ không cao tiết kiệm điện của nó chỉ là chỉ là trên một sự quảng cáo và nó không có một cái cái gì chứng nhận thì không có một cái gì chứng nhận thì đồng nghĩa việc nó rất là mơ hồ và nó là một cái 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 gì để nó tiêm ẩn cái sự rủi ro và đặc biệt là gì cái nguy hiểm đến người sử dụng có thể nói với những tiện ích công năng sử dụng hiện nay sản phẩm tích hợp công nghệ tiết kiệm điện là một trong những ưu tiên lựa chọn của nhiều gia đình như là một giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh tuy nhiên với thị trường đa dạng thiết bị tiết kiệm điện như hiện nay các ngành chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý chủ động kiểm soát chất lượng đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng